Hello, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái thành phần của Laravel, đó là Request. Ok, thì trước tiên là chúng ta sẽ xem là trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học những cái gì. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu xem ý nghĩa của Laravel Request là gì, nó được sử dụng để làm gì. Được chưa? Cái thứ hai, đó là các bạn sẽ học cái cách để chúng ta làm thế nào để các bạn có thể sử dụng được Laravel Request. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái phương thức thuộc tính của Request. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái helper của request. Thì thường các helper này chúng ta có nghĩa là các helper này các bạn có thể là các bạn sẽ sử dụng luôn ở trong controller, hoặc là nhiều bạn có thể là mình sẽ được sử dụng nhiều khi mà các bạn gọi ở bên view chẳng hạn. Đó thì cái này thì đấy là ý nghĩa của helper là như vậy. Helper như ai hiểu một cách đơn giản, nó chính là một cái hàm của PHP được Laravel xây dựng sẵn. Được chưa? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem ý nghĩa của Laravel Request nó là cái gì. Ở đây thì mình có lên một cái định nghĩa như sau. Laravel Request ở đây các bạn hiểu nó là một cái class được xây dựng sẵn nhằm cung cấp các cái dữ liệu HTTP Request và cho phép thao tác với các HTTP Request đó. Được chưa? Đó này, đấy là ý nghĩa của Laravel Request. Lát nữa thì mình sẽ lấy cho các bạn một số những cái ví dụ thì các bạn sẽ hiểu nó rõ ràng hơn. Ok, bây giờ các bạn sẽ đến một cái phần tiếp theo ở đây. Đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được Laravel Request. Thì ở đây nó là một cái class sẵn, cho nên là các bạn sẽ, tuy nhiên là cái class này thì nó có đặt namespace, cho nên các bạn cần phải use. Các bạn không use cũng được, tuy nhiên là khi mà các bạn gọi ra thì các bạn sẽ phải gọi cả một class nó dài như này. Điều đó thì chúng ta không nên, và nó khá là xấu. Chính vì như thế cho nên là chúng ta sẽ nên sử dụng từ khóa use. Ok, và ở đây chúng ta sẽ cần khai báo request là một tham số của phương thức nhé. Ok, thì cái này thì lát nữa mình sẽ demo cho các bạn, thì các bạn hiểu nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút, tức là ở đây thì mình sẽ tìm hiểu về làm sao để chúng ta sử dụng đã. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ demo cho các bạn về cách truyền thống, nếu mà không có request thì mình sẽ làm nó như thế nào. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ lấy một cái controller ra để mình ví dụ nhé. Hoặc là các bạn có thể tạo ra một cái router riêng, cái đó thì tùy các bạn sử dụng cách nào cũng được nhé. Ok, thì ở đây thì mình sẽ lấy một cái controller. Ở đây mình có sử dụng một controller sẵn, đó là category controller, được chưa? Thì ok, với category controller này chúng ta sẽ cần phải xác định xem là cái router của nó là nó nằm ở chỗ nào. Ok, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái router này, category controller đúng không? Thì nó đặt trong một cái group này, được chưa? Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đến cái get, chúng ta sẽ lên category như này đúng không? Đó, ở đây nó dây ra là danh sách chuyên mục này. Đó, chúng ta sẽ cần cái này là index, method là index. Các bạn sẽ vào cái method index của chúng ta ở đây, được chưa? Ok, bây giờ mình giả sử một cái đó là cái đường link này của chúng ta có một cái ID bằng 1 như này. Tất nhiên cái này mình giả sử như vậy thôi nhé. Thì bây giờ làm thế nào để mình lấy được ID này xuống, đúng không? Ok, thì với những cách truyền thống mà các bạn hay sử dụng, đó là các bạn sẽ cần kiểm tra if, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra isset, đúng không? Sau đó chúng ta $get. Và ở đây chúng ta đưa ID vào. Sau đó thì chúng ta sẽ echo. Giả sử ở đây chúng ta $get ID đúng không? Đây, mình giả sử như này đi. Ok, mình sẽ kiểm tra lại nó có một cái lỗi. Đây, ở đây mình thiếu một dấu ngoặc. Rồi, bây giờ các bạn chạy nhé. Rồi, ok. Bây giờ các bạn chạy. Đó thì chúng ta sẽ thấy chúng ta lấy được cái số 1 đúng không? Đó. Tương tự nếu mà các bạn làm việc với phương thức post thì nó sẽ như thế nào. Ok, mình sẽ xem phương thức post ở đây là cái gì nhé. Nó có một s đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm việc với một cái s đi. S category. Cái này là update này. Đây. Chúng ta làm việc với một cái như thế này chẳng hạn. Thì trong trong cái trường hợp này thì mình sẽ làm gì để mình có thể bị xử lý được. Thì ở đây chúng ta sẽ mở một cái view ra nhé. Chỗ này tạm thời mình sẽ bỏ cái này đi. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ mở cái view ra. Ví dụ ở đây chúng ta để client này, category này, s này. Các bạn thấy ở đây nó có một cái form đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem lại router ở đây. Ok, router ở đây chúng ta sẽ gạch chéo s đúng không? Đây, bây giờ mình giả sử như này, gạch chéo s. Đó, bây giờ chúng ta sẽ điền là Hoàng An chẳng hạn đúng không? Ok, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem cái này đã được đặt name chưa nhé. Rồi, ở đây chúng ta thấy có name rồi đúng không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái việc đó là ở bên handle. Handle này là nó nhận phương thức post đúng không? Rồi, ở bên handle này các bạn sẽ cần phải làm gì?
Chúng ta sẽ thử, đó là chúng ta sẽ dùng print nhé. Print này. Đó, ở đây chúng ta sẽ đưa đó là đô la post, được chưa? Như này đi. Để mình xem là danh sách cái mảng của nó thì nó sẽ trả về như nào. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm cho mình vào đây, bấm nút thêm chuyên mục ở đây nhé. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ trả về cho chúng ta là category name, nó lấy được chữ Hoàng Anh và tất nhiên là nó sẽ đi kèm nó là một cái token, được chưa? Ok, đó là với cái cách mà các bạn vẫn làm việc với PHP thuần mà chúng ta không sử dụng framework. Thì tuy nhiên khi mà sử dụng framework thì các bạn sẽ có cái class nó được xây dựng sẵn, đó là request. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái việc mà các bạn không sử dụng request thì ở đây các bạn sẽ cần phải viết một cái hàm để mình xử lý dữ liệu của phương thức post này. Các bạn lưu ý nhé, dữ liệu này của chúng ta là chưa được xử lý và chúng ta không lấy gì đảm bảo là chắc chắn là trong cái dữ liệu này của chúng ta nó không có các ký tự độc hại hoặc là không có những ký tự nhằm mục đích là hành vi xấu rồi tác động xấu đến cơ sở liệu của chúng ta, được chưa? Chính vì như thế cho nên là mình sẽ cần có những cái bước để mình lọc dữ liệu và điều đó thì ở trong Laravel đã có sẵn cái class request cho chúng ta rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy là làm sao để sử dụng đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta cần phải yêu cái này nhé. Rồi, ok, mình sẽ copy cái này. Rồi, mình sẽ đưa vào bên trên đây nhé. Thì cái phần này mình đã có sẵn rồi, bởi vì mình tạo controller bằng comment line, bằng artisan cho nên là nó có sẵn cho chúng ta. Nếu không là các bạn sẽ cần phải yêu này, được chưa? Rồi, sau khi chúng ta yêu cái này xong thì chúng ta sẽ đến cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Ví dụ ở đây chúng ta làm việc với cái index này đấy nhé. Thế còn cái post này lát nữa chúng ta làm việc sau. Rồi, ok. Thì ở đây chúng ta sẽ thử này. Các bạn sẽ cần phải khai báo nó như một tham số nhé. Có nghĩa là mình khai báo nó như một tham số như này. Các bạn đi viết request này. Sau đó các bạn sẽ viết vào đây. Chúng ta đặt một cái biến. Cái biến này các bạn đặt tên là gì cũng được nhé. Có thể. Tuy nhiên các bạn nên đặt là hẳn chữ request như này cho nó dễ hiểu. Được chưa? Rồi, ok. Sau khi chúng ta khai báo như thế này xong thì các bạn lưu ý nhé, đó là chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái biến request này. Lúc này thì cái request này nó giống như một object, các bạn lưu ý điều đó nhé. Rồi mình cứ bỏ này đi. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện từ việc các bạn sử dụng cái hàm DD để mình kiểm tra xem là cái này của nó sẽ là nó trả về những cái gì. Các bạn dùng Vadam được nhưng Vadam nhìn nó rất là khó, được chưa? Ok, bây giờ các bạn sẽ vào lại category này. Đó. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là nó trả về như thế này, được chưa? Ok, chúng ta sẽ nhìn thấy đây nó có rất nhiều thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem này. Ok, chúng ta nhìn thấy có một cái attribute đây. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là trong cái attribute này nó chưa có cái tham số gì cả, được chưa? Ok, chúng ta sẽ thử thêm nhé. Chúng ta thử thêm ID bằng 1. Đó, sau đó các bạn nhìn thấy attribute đây. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là nó cũng không có đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến một số những cái thành phần khác này, request này. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, được chưa? Query này, chúng ta bấm xuống query chúng ta xem. Đó. Rồi thì những cả khi mà các bạn xem một cái object như này thì chúng ta nhìn nó rất là khó đúng không? Vậy thì cái bên Laravel cũng cung cấp sẵn cho chúng ta các cái thuộc tính và các phương thức để mình dễ dàng mình thao tác và mình lấy dữ liệu của request. Rồi. Thế tại sao ở đây mình lại phải thêm nó vào đây? Tức là mình lại thêm vào tham số. Thế mình khởi tạo bên dưới có được hay không? Chúng ta thử nhé. Rồi, đây, ví dụ ở dưới này chúng ta sẽ khai báo một cái request. Chúng ta khởi tạo giống như một object bình thường ấy. Sẽ bằng new request như này. Rồi. Bây giờ chúng ta chạy. Đây, nó vẫn vẫn cái URL như này nhé. Chúng ta chạy này. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ vào cho mình phần request ở đây. Đó, và chúng ta sẽ không không nhìn thấy cái gì cả đúng không? Đó. Thì giống như việc là khi mà các bạn để như thế này thì là nó sẽ khởi tạo một cái request mới. Thế còn nếu mà chúng ta đưa vào tham số đây thì nó sẽ lấy thông tin của cái request hiện tại, có nghĩa là cái request mà mình đang truy cập đây này. Ví dụ ở đây chúng ta có phải là các bạn đang lấy thông tin get của cái URL này đúng không? Thì nó sẽ lấy được dữ liệu ở trên này xuống. Tất nhiên ở đây trong trường hợp này phương thức nó là get. Thế còn phương thức mà nó là post thì tất nhiên là nó sẽ lấy trong trường hợp khác, có nghĩa là chúng ta dùng form thì chúng ta đẩy chẳng hạn. Hoặc là liên quan đến API, được chưa? Rồi, vậy khi mà các bạn muốn lấy thông tin của một cái request hiện tại thì chúng ta sẽ cần khai báo nó như một cái tham số như này. Đó, như này được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái phương thức của request. Rồi, các phương thức của request ở đây thì nó sẽ có những cái gì? Các bạn lưu ý nhé. Ở đây thì ở đây mình sẽ có một cái nhánh đó là phương thức và thuộc tính, được chưa? Bởi vì nó sẽ có cả thuộc tính nữa. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu. Thứ nhất là các bạn
muốn lấy ra danh sách. Các bạn lưu ý nhé, ở đây mình muốn lấy ra danh sách tất cả các dữ liệu, được chưa, của cái request hiện tại. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Ok, ở đây các bạn sẽ sử dụng một cái ví dụ như là all data chẳng hạn, đúng không, sẽ bằng request đó, sau đó các bạn sẽ trỏ đến all như này, được chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện sử dụng một cái hàm là hàm DD để mình lấy ra cái all data này. Ok, bây giờ các bạn chạy. Đó, các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ trả về chúng ta một cái mảng. Các bạn lưu ý nhé, cái này nó sẽ trả về chúng ta một cái mảng, được chưa? Rồi, thế bây giờ với một cái mảng này thì làm nào để mình lấy được dữ liệu? Ở đây giả sử mình sẽ thêm một cái là name bằng Hoàng An chẳng hạn. Đây, Hoàng An như này. Đó thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ lấy được như này, được chưa? Ok, thế bây giờ giả sử mình muốn truy cập vào từng cái thì có rất nhiều cách nhé. Cách thứ nhất, tại vì cái này nó là một cái mảng rồi, thì chúng ta có thể truy cập cách như sau: echo data, và ví dụ ở đây mình sẽ để là ID như này, được chưa? Thì nó sẽ lấy là ID. Ok, bây giờ chúng ta thử nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đây, nó trả về chúng ta là số 1, đúng chưa? Ok, thế và hoặc là chúng ta có thể có một cái cách khác, đó là các bạn sẽ có thể truyền trực tiếp ở phía sau này. Nhưng với cách này thì chúng ta sẽ không nên, bởi vì mình đã lấy hết rồi, chúng ta trả về một mảng rồi, thì chúng ta nên sử dụng cái mảng đó thay vì việc mỗi một lần chúng ta lại phải thêm. Đây, bây giờ mình giả sử nhé, nhiều bạn có thể là sẽ sử dụng cái cách như này, request này, sau đó bạn chọn đến all đó, sau đó chúng ta sẽ đưa ID vào như này đó, sau đó echo như này, được chưa? Ok, bây giờ ta chạy. Ở đây kết quả cho rằng ta vẫn nó vẫn y hệt như vậy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đưa giả sử mình lấy name nhé. Đó, được chưa? Rồi, ok, thì đó là với phương thức, cái này là với phương thức ghép. Thế còn bây giờ mình sẽ làm một ví dụ với post thì nó sẽ như thế nào? Ok, thì ở đây các bạn sẽ vẫn phải khai báo một cái request ở đây. Được chưa? Đó, ở đây chúng ta sẽ để cái này là request. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn sẽ copy ở trên này xuống nhé. Đây, chúng ta lấy cái ô data này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi đi ô data, được chưa? Ok, bây giờ các bạn sẽ quay lại đây. Các bạn sẽ vào trang S. Rồi, chúng ta bấm submit nhé. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ để nhập vào Hoàng An. Nó như này, được chưa? Chúng ta bấm thêm chuyên mục. Đó, thì các bạn sẽ lấy là các bạn thấy là các bạn lấy được dữ liệu code ở đây. Vậy với cái cách này nó sẽ lấy được tất cả với tất cả các cái phương thức nhé. Các bạn lưu ý nhé, nó sẽ lấy được với tất cả các cái phương thức mà chúng ta làm việc. Ví dụ ở đây trường hợp index này mình sử dụng phương thức get đúng không, chúng ta vẫn sử dụng cái cách đó thì chúng ta lấy. Vậy ở dưới này chúng ta sử dụng phương thức post, chúng ta vẫn sử dụng cách đó thì chúng ta lấy, chứ các bạn không cần phân tách ra là đô la get hay là đô la post, giống như kiểu là các bạn làm việc với PHP thuần, được chưa? Rồi, ok, thì đó là phương thức đầu tiên là lấy ra tất cả các cái dữ liệu, chính là phương thức all. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phương thức tiếp theo. Ở với phương thức tiếp theo này, chúng ta sẽ cần tìm hiểu nó là liên quan đến phương thức path. Rồi, cái phương thức path này có nghĩa là như thế nào? Ok, chúng ta sẽ thử chạy nhé. Ở đây thì các bạn sẽ làm việc với cái index này đi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ như này chẳng hạn. Bây giờ trong trường hợp này nó lỗi, tại vì mình đang mình sẽ lưu lại này một chút, cái này mình quên chưa lưu. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về path nhé. Path này thì nó sẽ như thế nào? Ok, bây giờ các bạn sẽ path bằng, các bạn sẽ lấy request, các bạn trỏ đến path như này. Rồi, ok, bây giờ các bạn echo path này. Rồi, các bạn echo path là như này nhé. Đó, đây các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn ở đây các bạn sẽ lấy được category, được chưa? Thế bây giờ giả sử mình muốn là mình sẽ lấy liên quan đến một cái khác đi, có phần s này đúng không? Hiển thị cái format này là, thì đây các bạn sẽ vẫn phải sử dụng request, có nghĩa là cái chỗ nào phương thức nào mình muốn sử dụng thì mình sẽ cần phải khai báo nó nhé. Đây, request như này, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ gạch chéo s. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấy được category gạch chéo s đúng không? Có nghĩa là nó sẽ trừ cái tên miền này ra nhé. Đó thì nó sẽ lấy cái phần đuôi, phần path ở đây. Đó. Rồi, ok, thì đó là phương thức path. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái, đó là phương thức y. Phương thức y này chúng ta hiểu một cách đơn giản như sau nhé. Chúng ta sẽ được dùng để kiểm tra xem là cái URL, đó là cái path hiện tại này nhé, nó có khớp hay không. Ví dụ nhé, mình bây giờ mình đang tìm hiểu là nếu mà nó là category thì mình sẽ có một cái hành động gì đó chẳng hạn. Cái này thường sẽ được sử dụng để chỉ mình check cái trang chủ. Thì tất nhiên là cái này thì thường là mình sẽ check ở bên view. Tuy nhiên là bởi vì ở trong controller chúng ta cũng sẽ có những trường hợp mà mình sẽ check những trường hợp đó. Đây, ví dụ ở đây mình sẽ
check với mình sẽ đưa vào contract đi. Ví dụ như là chúng ta hiển thị đây là welcome chẳng hạn, đúng không? Đó thì các bạn đã nhìn thấy welcome nó chạy, được chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái hành động, mình sẽ có một cái kịch bản như này. Nếu nhé, các bạn lưu ý nhé, nếu cái này thì mình có thể là mình giả sử lên, nếu nếu là trang danh sách chuyên mục, nếu là danh sách chuyên mục thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hành động gì đó chẳng hạn, đúng không? Ví dụ hiển thị ra dòng chữ. Đó, đây, chúng ta hiển thị ra dòng chữ là xin chào Unicode chẳng hạn. Đó. Rồi, ok thì với cái này thì làm sao để mình có thể xử lý được? Ở đây mình đang xử lý là contract đúng không? Nếu mà các bạn xử lý, các bạn đưa vào từng cái phương thức cụ thể thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà tuy nhiên ở đây mình đang xử lý ở trong một cái phương thức contract thì nó sẽ check tất cả, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải sử dụng như sau. Ở chỗ này các bạn sẽ đưa vào request. Rồi, các bạn sẽ đưa vào đây đó là request như này. Được chưa? Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ thử DD giúp mình request ở đây. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó ra lấy ra request hiện tại đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ sử dụng là request này. Y. Được chưa? Rồi, ví dụ ở đây chúng ta sẽ y gạch chéo như này. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ thử nhé. Echo. Tất nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ phải đưa if vào. If như này đúng không? Echo. Chúng ta sẽ hiển thị ra là xin chào Unicode. Ok, bây giờ chúng ta thử chạy nhé. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là nó không hiển thị gì đúng không? Chúng ta sẽ chạy như này. Các bạn cũng sẽ thấy nó không hiển thị gì được chưa? Rồi, ở đây các bạn sẽ cần phải đưa cái path của nó vào. Rồi, các bạn sẽ đưa như này. Đó. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là xin chào Unicode hiển thị ra đúng không? Ở đây mình sẽ thêm cái thẻ H3 vào. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy nó hiển thị ra như vậy. Thế bây giờ giả sử mình thêm S vào. Ok, trong trường hợp này trong khi mà các bạn thêm S vào thì các bạn sẽ không thấy nó nữa đúng không? Chúng ta thử gạch chéo như này thì các bạn vẫn thấy nó có, được chưa? Rồi, thế bây giờ trong cái trường hợp mà chúng ta muốn kiểm tra là nếu mà nó đang là trang quản trị thì mình sẽ hiển thị một cái thông báo khác, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cái này thường là mình sẽ check ở trong những cái lớp trung gian để tiếp nhận tất cả các request, ví dụ như là middleware chẳng hạn, hoặc là sau này các bạn sẽ được học về một cái đó là provider, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ luôn nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào một trang trang quản trị, mình sẽ nhân bản này lên. Rồi, ok, ví dụ ở đây chúng ta sẽ admin chẳng hạn như này đúng không? Đó. Trong admin này nó có những cái trang gì? Ví dụ như là có product này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là nếu mà nó là trang admin thì nó sẽ hiển thị một cái gì đó chẳng hạn, được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ mở một cái middleware lên nhé. Rồi, chúng ta mở middleware này. Rồi trong middleware này chúng ta sẽ tìm xem là cái nào mà mình đang gọi middleware nhé. Các bạn sẽ cần phải vào lại phần router. Rồi các bạn thể thấy là trong phần router này của chúng ta nó sẽ có một cái phần out, đúng chưa? Có một phần out kiểm tra middleware này. Rồi bây giờ ở bên trang chủ thì chúng ta đang không có, được chưa? Thì cái phần này chúng ta hoàn toàn có thể thêm nó vào. Rồi hoặc là ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là out admin này. Rồi, chúng ta cũng sẽ thêm cái middleware này vào nhé. Đây, chúng ta sẽ mở cái middleware của nó lên đã. Đây, middleware đấy. Check login admin đúng không? Rồi, ok. Bây giờ trong cái này thì mình sẽ thử echo ra nhé. Vì echo một chữ A ra. Được chưa? Để mình xem là nó có nhận là đúng cái... Đây, trường hợp này thì không có gì cả. Chúng ta sẽ vào lại admin này. Đó, nó có chữ A rồi đúng không? Thì đây đúng là cái middleware mình đang cần phải xử lý. Ok, bây giờ các bạn sẽ quay lại. Đây, chúng ta sẽ quay lại ở bên router nhé. Chúng ta sẽ khai báo thêm một cái. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ trỏ luôn nhé. À, chúng ta sẽ trỏ đến middleware này. Out admin được chưa? Rồi, chỗ này là group. Group này là group của category đúng không? Rồi chúng ta sẽ sử dụng tiếp một cái middleware này.
ta có prefix này. Đó, chọn như này được chưa? Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ quay lại đây các bạn load. Rồi, chúng ta sẽ quay lại trang category cho load. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ thêm lại cho mình echo một chữ E vào đây. Đó, như này được chưa? Ok, bây giờ các bạn chạy. Đó, nên có chữ E được chưa? Chúng ta sẽ là vào trang chủ nhé. Trang chủ đây. Đó, đây mình cũng sẽ thấy nó có chữ A như này được chưa? Rồi, bây giờ việc của chúng ta nó là ở đây các bạn thì để ý nó có một cái next request này. Rồi, ở chỗ này chúng ta sẽ có một check login thì tạm thời cái phần này chúng ta đã, tại vì ở bên dưới này chúng ta để là true rồi cho nên chúng ta không có hành động gì cả. Chúng ta sẽ có một cái phần ở bên dưới này nhé. Bây giờ mình DD cái request. Rồi, DD request như này được chưa? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó trả về request. Chúng ta sẽ load sang cái trang category. Chúng ta cũng thấy nó trả về. Chúng ta load sang trang admin. Admin product. Hoặc là mình vào trang admin rồi đã. Đó, mình sẽ thấy như này đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn kiểm tra là nếu nó là trang admin, if nhé. Ok, cái này chúng ta sẽ y. Và trong này các bạn sẽ để admin. Nếu các bạn để admin như này nhé. Chúng ta sẽ thử echo ra một dòng chữ đi. H3. H3 này. Khu vực quản trị chẳng hạn. Khu vực quản trị nhé. Rồi ok, bây giờ các bạn load lại này. Đó các bạn nhìn thấy khu vực quản trị đúng không? Chúng ta vào đây thì không có gì. Chúng ta vào trang chuyên mục cũng không có gì. Tuy nhiên khi mà các bạn vào đến cái URL admin, có cái chéo admin như này thì nó sẽ ghi ở khu vực quản trị. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến một cái đó là admin của chúng ta nó thì nó sẽ có rất nhiều những cái path con nữa. Đúng không? Ví dụ ở đây mình sẽ giả sử mình để cái này là product đi. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó lại không có nữa. S. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó không có nữa đúng không? Thế bây giờ làm thế nào để mình có thể mình check được tất cả cái path con của nó thì chúng ta sẽ gạch chéo và ta sẽ đưa sao vào. Được chưa? Đó thì các bạn sẽ thấy là cái này này, product này, S nó cũng có bình thường, được chưa? Hoặc là các bạn bỏ ra admin như này thì nó vẫn hiển thị ra bình thường. Rồi, mục đích của cái này chúng ta dùng để làm gì? Ok, và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là khi các bạn vào admin như này thì nó không có những lý do của mình. Đó là bởi vì mình sẽ phải xét cả hai trường hợp. Có nghĩa là chúng ta phải thêm trường hợp hoặc nữa. Đây, hoặc như này. Ví dụ như là sau này chúng ta gặp phải những cái bài toán thực tế mà các bạn cần phải kiểm tra. Nếu nó là trang chủ thì cái class CSS của nó hiển thị sẽ là một class khác. Còn nếu nó là trang con thì là cái class CSS của nó sẽ hiển thị là class khác chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái phương thức này để chúng ta check. Các bạn lưu ý nhé. Rồi ok, thì đó là phương thức Y. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phương thức tiếp theo. Bây giờ đây, mình sẽ lấy phương thức là URL. Cái URL này của chúng ta giúp là lấy ra danh sách. Các bạn lấy cái URL hiện tại nhé. Các bạn lưu ý nhé, nó giúp là lấy cái URL hiện tại. Chúng ta vẫn sẽ quay lại ví dụ với category này. Đây, ví dụ trong trường hợp này. Tạm thời mình sẽ comment này nhé. Chúng ta thêm một cái là URL. Sẽ bằng. Chúng ta sẽ bằng request. Và các bạn sẽ trỏ đến URL như này. Rồi ok, bây giờ các bạn chạy nhé. Ở đây mình chưa echo. Chúng ta sẽ giả sử ở đây chúng ta sẽ echo ra URL như này được chưa? Đó thì mình sẽ lấy ra được cái URL. Tuy nhiên một đặc điểm của URL này là gì? Đó là nó sẽ không lấy ra được cái query string. Có nghĩa là sau cái dấu hỏi này này. Được chưa? Ví dụ ID bằng 1. Đó. Có nghĩa là nó chỉ lấy cái URL thực như này thôi. Thế còn cái dạng query string động như này thì nó không lấy được. Được chưa? Rồi ok. Thì với cách sử dụng URL này, nó lấy cho chúng ta cả phương thức. Nó lấy cả giao thức này. Nó lấy cả tên miền của chúng ta. Và nó lấy cả cái phần path. Chỉ là nó trừ bỏ cái này đi thôi. Được chưa? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thêm một cái name nhé. Bằng một an nhà đúng không? Đó. Cái này thì thường ví dụ sau này các bạn sẽ làm bộ lọc chẳng hạn hay là phần tìm kiếm thì với cái phương thức URL này nó sẽ không lấy cho chúng ta những cái thông tin ở phía sau đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái phương thức nữa là lấy tất cả. Ở đây chúng ta sẽ đến một cái nhé. Full URL. Sẽ bằng. Ở đây sẽ bằng request. Và chúng ta sẽ trỏ đến full URL. Đó, ok. Đó thì ở đây các bạn sẽ echo này ra. Đó thì các bạn sẽ thấy nó lấy cả cái link đầy đủ như này cộng thêm query string. Về cơ bản là nó sẽ giống như URL, tất nhiên là nó sẽ cộng thêm cái query string nữa, được chưa?
Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là các bạn sẽ cần tìm hiểu là về method. Cái method này nó sẽ lấy ra cái tên method hiện tại. HTTP method ấy. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử một cái nhé. Method này. Sẽ bảo. Tất nhiên trong trường hợp này các bạn sẽ để là request. Sau đó các bạn trỏ đến method như này, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ echo method. Rồi, bây giờ ok thì bây giờ các bạn sẽ chạy. Đó thì các bạn sẽ thấy đây nó trả về cho chúng ta đó là get đúng không? Rồi thì tất nhiên là trong những cái trường hợp mà mình khai báo router một cái phương thức nó cụ thể như này, ví dụ như là chúng ta xác định rõ là cái này là get, cái này là post, thì trong những trường hợp đó thì mình sẽ không cần phải sử dụng cái method này để mình check. Đó. Các bạn hiểu ý mình nhé. Có nghĩa là cái này thường là chúng ta sẽ sử dụng trong nhiều trường hợp là tại tại một cái URL nhé, mà mình có nhiều, các bạn lưu ý nhé, chúng ta xác định rõ được là chúng ta có nhiều cái phương thức, ví dụ như là any này, hoặc là match, thì chúng ta mới cần sử dụng những cái cần sử dụng cái phương thức này, được chưa? Tất nhiên là nó sẽ có một phương thức để chúng ta kiểm tra, ví dụ nhé, đây cái này mình sẽ comment lại này. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta sẽ if chúng ta sẽ có một cái phương thức là request y method. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ đưa cái method của chúng ta vào, ví dụ chúng ta sẽ để là get chẳng hạn đúng không? Đó, echo phương thức get. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta chạy. Đó, chúng ta thấy thấy đây là phương thức get đúng không? Tất nhiên là chúng ta sẽ thử luôn với trường hợp là phương thức post, chúng ta sẽ cho số nó bên dưới này. Đây, cái vào cái phần handle này đúng không? Đây, cái này là phương thức post. Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ thử nhé. Các bạn hãy chèo S này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, phương thức post, được chưa? Nó sẽ dễ dàng nó nhận biết rồi. Tất nhiên là khi mình xác định rõ như này là khi mình đã viết ở trong này rồi, thì là nó sẽ là phương thức, xác định chúng ta xác định được luôn nó là post rồi. Và chắc là nó là post. Phương thức khác sẽ không vào đây được, bởi vì nếu phương thức khác mà đưa vào đây thì nó sẽ bị lỗi. Rồi, ok, thì đó là cái việc là chúng ta muốn kiểm tra một cái phương thức hiện tại và chúng ta muốn lấy ra tên của một phương thức hiện tại. Và cái này chúng ta áp dụng trong trường hợp là match và any. Được chưa? Đó là chúng ta đưa nhiều phương thức vào vào trong một cái method, hoặc có nghĩa là vào trong một cái function này này, thì chúng ta mới cần sử dụng cái cách này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là các bạn muốn lấy ra địa chỉ IP hiện tại thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đây, mình sẽ lấy ví dụ lại với cái index này nhé. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ lấy là IP chẳng hạn, đúng không? Sẽ bằng. Ở đây chúng ta sẽ bằng request. Chúng ta trỏ đến IP. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ echo ví dụ IP lẻ. Rồi, chúng ta sẽ nối với IP như này. Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ vào lại nhé. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là mình lấy được ra được cái địa chỉ IP, được chưa? Rồi, ok, thì đó là cái cách để chúng ta lấy ra cái địa chỉ IP. Nhưng là cái này thì chúng ta không, trường hợp là mình cần sử dụng lấy địa chỉ IP thì chúng ta mới cần thôi, nếu không thì các bạn sẽ cũng rất ít khi sử dụng cái này. Ở đây mình sẽ có một cái phương thức là phương thức server, có thể lấy thông tin của cái biến server ấy mà các bạn đã được học trong PHP thuần ấy. Đó. Thì cái này nó sẽ trả về chúng ta một cái mảng nhé. Rồi, bây giờ mình thử này. Đây, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái server sẽ bằng request. Đó thì ở đây các bạn sẽ chọn đến server như này được chưa? Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ thực hiện việc là mình phải print server như này. Hoặc là các bạn có thể dùng DD cũng được. Trong trường hợp này mình dùng DD cho nó dễ nhìn nhé. DD là một cái hàm Laravel cung cấp sẵn cho chúng ta rồi. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái thông tin như này, được chưa? Đó, cái này nó giống như kiểu là các bạn sẽ sử dụng cái đô la server ấy. Đây, chúng ta sẽ thử nhé. Xem cái sự khác nhau của nó là gì nhé. Đây. Đô la server. Đó. Đó. Tất nhiên là nó sẽ nhiều, nó dùng đô la server nó sẽ nhiều hơn. Còn với cái biến server nó sẽ là cái phương thức server thì nó sẽ loại bỏ đi. Đó. Ok, thì ở đây các bạn sẽ ấn thêm như này thôi. Rồi, ok, thì sau đó chúng ta muốn lấy thông tin gì thì các bạn cứ truyền mảng như bình thường. Ví dụ nhé, mình muốn lấy ra cái ở đây chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái đúng không? Ví dụ là mình muốn lấy được phương thức hiện tại này, được chưa? Thì chúng ta dùng cái này hoặc là lấy ra request order. Thì lúc này các bạn chỉ cần có thể là các bạn sẽ mở qua vuông ra như này, đúng không?
Rồi ok, thì đó là server, chúng ta lấy thông tin. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang một phương thức để mình lấy thông tin header. Rồi. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là header này, sẽ bằng request header DD header đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ chạy. Đó thì các bạn sẽ lấy toàn bộ thông tin của header cho ta, được chưa? Ví dụ như là chúng ta muốn lấy một cái header cụ thể, cái này nó trả về mảng nhé, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách ở bên trên để các bạn lấy này. Đây, chúng ta sẽ dùng như thế này. Rồi các bạn để đưa vào đây, mình sẽ lấy ra cái thông tin của cái, giả sử mình lấy ra cái user again này đúng không? Đó. Rồi bây giờ các bạn chạy. Đó thì nó sẽ lấy ra thông tin như thế này cho ta, được chưa? Hoặc là đơn giản thôi, chúng ta muốn lấy một cái cụ thể đi, chúng ta hoàn toàn có thể làm như này. Đây, mình sẽ xóa này nhé. Rồi mình sẽ đưa cái này nó như một tham số. Nó thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ trả về ta một cái chuỗi. Lưu ý nhé, khi lúc này nó sẽ trả về cho ta một cái chuỗi chứ nó không trả về mảng nữa, được chưa? Với server thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy nhé, các bạn hoàn toàn có thể đưa một cái tham số vào đây, được chưa? Ok, thì đó là việc là chúng ta sẽ lời muốn lấy thông tin header, đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ đến phần tiếp theo này, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về input. Cái input này là dùng để làm gì? Chúng ta hiểu một cách đơn giản thôi, nó chính là chúng ta sẽ lấy các cái thông tin các cái thông tin các bạn hiểu đó là giả sử như là cái này chúng ta lấy get chẳng hạn đúng không? Đó thì mình sẽ lấy ở trên này số này, được chưa? Hoặc là với post đó là các bạn submit từ form chẳng hạn. Ví dụ ở đây chúng ta muốn lấy ID đúng không? Chúng ta sẽ bằng cái gì? Request. Đó các bạn chọn input. Rồi, ví dụ đến input như này đúng không? Chúng ta sẽ lấy ở đây là ID. Được chưa? Thế nhưng ở đây chúng ta sẽ còn có một cái là echo nữa. Echo ID. Ok, bây giờ các bạn chạy. Đó các bạn sẽ thấy nó ra số 1 đúng không? Rồi ok, thế bây giờ mình giả sử mình sẽ muốn lấy tất cả input thì chúng ta làm như nào? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái input bằng request này. Input, chúng ta không đưa tham số gì cả. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ thực hiện việc DD cái input này. Rồi. Ok, bây giờ các bạn loát lại nhé. Nó thì chúng ta thấy nó trả về chúng ta một cái mảng. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ để name Hoàng An như này đúng không? Đó thì nó trả về chúng ta một cái mảng và chúng ta hoàn toàn có thể lấy được. Nó chính là việc các bạn sử dụng $get ấy. Tuy nhiên là nó sẽ hỗ trợ chúng ta một số những cái thành phần. Ok, cụ thể nó sẽ như sau nhé. Bây giờ mình giả sử đó. Cái ID này của chúng ta truyền nó dạng mảng đi. Có nghĩa là đây các bạn sẽ để mảng như này. Đó, sau đó cái ID này nhé. Tiếp theo ID, mảng, chúng ta sẽ bằng 2. Thêm một lần nữa ID mạng chúng ta bằng 3. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nó trả về chúng ta một cái mảng đúng không? Đây là trong trường hợp chúng ta viết input nó không có tham số. Thế vậy vậy bây giờ trong trường hợp đó chúng ta viết có tham số thì nó sẽ như thế nào? Bây giờ mình giả sử nhé. Chúng ta là muốn lấy cái thứ nhất thì chúng ta sẽ làm như nào? Ở đây giả sử ở đây mình sẽ truyền vào nó là ID thì các bạn xem là kết quả trả về chúng ta sẽ là cái gì. Đó các bạn thì thấy là nó trả về chúng ta một cái mảng, đúng chưa? Rồi, thế bây giờ mình muốn lấy ra cái tham số thứ nhất. Thì cách thứ nhất nhé, các bạn sẽ sử dụng luôn cái ID này. Cái chỗ này các bạn hoàn toàn có thể đưa vào đây. Chúng ta sẽ đưa là lấy cái số 0 đúng không? Đó. Đó các bạn sẽ thấy là ra là cái phần tử thứ nhất, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cách như này. Chỗ này chúng ta thêm dấu chấm 0 vào như này. Ok, bây giờ các bạn loát lại nhé. Đó thì nó vẫn trả ra số 1. Bây giờ chúng ta để thêm số 1 vào đây. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó lấy ra phần tử số 2, được chưa? Nó giống như các bạn thay thế ra cái index của mảng ấy. Ok, thế bây giờ giả sử cái mảng của ta là bằng 2 chiều thì chúng ta sẽ như thế nào? Bây giờ mình giả sử nhé. Đây ví dụ như là trong trong cái này của chúng ta nó sẽ có một cái là name đúng không? Đây mình sẽ lấy một ví dụ khác đi. Ví dụ ID này. Như này được chưa? Đó, sau đó thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái name. Name. Giả sử ở đây chúng ta sẽ bằng, giả sử ở đây mình sẽ bằng Hoàng An nhé. Cái này chúng ta bỏ dấu nhảy đi. Hoàng An như này được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đây. Cái phần này chúng ta sẽ bỏ hết index này đi nhé. Đây, chúng ta bỏ cái này đi này. Đó, các bạn để ID như này thôi. Xem là nó trả về cái một cái mảng như nào đã. Đó thì các bạn sẽ thấy ở trong này nó sẽ trả về một cái mảng như này, được chưa?
Ok, thế bây giờ mình giả sử mình sẽ thêm một cái nữa nhé. Đây, mình copy thêm một cái như này nữa này. Đó, đây chúng ta sẽ vào. Rồi ok, thì cái phần này mình giả sử nhé. Mình sẽ để này là email. Nhá, ví dụ ở đây chúng ta sẽ ghi là hoa.web. À, cầu gửi com chẳng hạn. Rồi, mình enter. Rồi, bây giờ mình sẽ xem lại cái này một xíu nhé. Đó, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại này một chút này. Name đúng không? À, cái này của chúng ta là chúng ta sẽ phải có bỏ dấu hỏi đi. Đó, thì ở đây mình sẽ thấy ở đây nó đưa là cái name. Rồi cái chỗ này chúng ta sẽ thiếu một dấu ngoặc nhé. Đây, chúng ta sẽ cần có một dấu ngoặc như này. Đó. Thế bây giờ giả sử mình muốn lấy name thì các bạn sẽ cần phải lấy như này. Ok, trong trường hợp này các bạn sẽ làm như sau nhé. ID này, chấm 0 này, chấm name, được chưa? Rồi, thế bây giờ giả sử mình để như này thì chúng ta chạy. Các bạn sẽ thấy ở đây nó ra null, được nhá. Rồi, thế bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một xíu nhé. Rồi. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ, cái này chấm 0 thì nó vào cái này đúng không? Sau đó mình vào đây, nó có phần name ở đây. Tuy nhiên name này các bạn sẽ thấy nó có dấu nháy, chúng ta sẽ phải bỏ nó đi. Đó. Nên là mình bị nhầm lẫn khi mình viết ở trên URL như này. Đó, các bạn thì thấy nó không có đúng không? Ừ. Đây, ở đây mình thiếu một dấu ngoặc này. Đó, được chưa? Nó thành một cái như này. Đây, email này, được chưa? Ok, thế bây giờ mình muốn lấy thì ở đây mình chấm 0, sau đó các bạn chấm name như này. Đó, ở đây mình sẽ thấy nó ra Hoàng An đúng không? Giả sử đây mình sẽ chấm email. Được chưa? Đó. Ở đây phần tất nhiên là với email này chúng ta sẽ phải chấm 1. Tại vì nó là phần từ mảng số 1 mà. Chúng ta cứ duyệt mảng từ ngoài vào. Thế bây giờ giả sử cái này mình chuyển thành name. Nhá, cái này mình chuyển thành name, cái trường hợp thứ hai này này. Ví dụ như là anh Tuấn nhé. Đó. Bây giờ trong trường hợp này chúng ta cũng sẽ để cái này là name. Được chưa? Đó thì nó sẽ ra anh Tuấn. Thế bây giờ giả sử mình muốn lấy name của cả hai mảng thì lúc này chúng ta sẽ cần phải thêm một dấu sao vào đây. Rồi bây giờ chúng ta chạy. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó lấy ra là hai tên đúng không? Một tên là Hoàng An và một tên là anh Tuấn, được chưa? Rồi ok thì đó là trong cái trường hợp input chúng ta muốn lấy. Tương tự với phương thức post chúng ta vẫn làm cái cách như vậy nhé. Các bạn chỉ cần dùng input như này thôi, được chưa? Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm một cái cách nữa, đó là mình sẽ sử dụng một cái thuộc tính của request. Thì ở đây mình sẽ truyền thẳng thôi. Thì với thuộc tính request chúng ta sẽ làm như nào? Bây giờ mình giả sử nhé. ID. Đó, sau đó các bạn chọn đến chúng ta bằng nhé request, sau đó các bạn chọn đến ID như này, được chưa? Đó, có nghĩa là các bạn sẽ chọn thẳng như vậy. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ ghi nó là ID bằng 1 chẳng hạn. Đó thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy nó ra là bằng null. Rồi mình sẽ lưu lại một chút. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ra giá trị là số 1 đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có name bằng Hoàng Anh như này. Chúng ta là muốn lấy name ra đúng không? Thì đây chúng ta sẽ thêm một cái là name sẽ bằng request name. Chúng ta có thể sử dụng cái cách như này và chúng ta sẽ đưa name vào đây. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại nhé. Đó các bạn sẽ thấy nó ra Hoàng An đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ thử làm việc với mảng xem sao. Thì xem là cái dữ liệu trả về của nó sẽ là như thế nào. Ví dụ ID bằng 1 đúng không? End ID bằng 2 như này. Rồi ok, bây giờ cái trường hợp này nhé. Chúng ta sẽ làm việc với ID trước. Đây chúng ta đưa ID vào đây. Rồi bây giờ chúng ta chạy nhé. Đó thì các bạn vẫn thấy nó ra một cái mảng như bình thường, được chưa? Đó thì đến bước này thì các bạn sẽ phải dùng mảng để các bạn gọi ra từng phần tử mà các bạn mong muốn ra nhé. Rồi ok, thì đó là cái việc là các bạn muốn lấy dữ liệu. Còn với post thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về một số những cái helper. Thực ra là helper này chúng ta sẽ chỉ có hai trường hợp thôi. Rồi, trường hợp thứ nhất đó là các bạn sẽ sử dụng cái helper là request. Thì helper này thường sẽ được sử dụng ở gọi ở bên view. Chúng ta có thể gọi trực tiếp ở bên này cũng được, không vấn đề gì cả. Ok, bây giờ các bạn đóng cái này lại nhé. Bây giờ các bạn sẽ gọi như sau. Và giờ ở đây mình sẽ có một cái request. Chúng ta dd cái request này ra nhé. Request này. Đó. Ok, bây giờ các bạn chạy. Đó các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về chúng ta một cái object. Và lưu ý nhé, nó sẽ trả về cho chúng ta một cái object. Tất nhiên nó vẫn lấy ra cầu của cái request hiện tại nhé. Đó. Thế bây giờ giả sử mình muốn lấy ra một cái ID chẳng hạn. Thì ở đây đơn giản chúng ta lại chọn lấy ID nhé.
Có nghĩa là ở đây chúng ta vẫn sử dụng tất cả các phương thức mà chúng ta đã học ở bên trên. Và tất nhiên là không phải là mình sẽ khởi tạo một cái đối tượng dựa vào cái lớp này nữa, mà mình gọi luôn một cái hàm, đó là hàm request. Rồi mình chạy thì các bạn nó vẫn ra kết quả như bình thường, được chưa? Hoặc là ở đây chúng ta sẽ thêm một cái, đó là các bạn sẽ tạo ra một cái DD đi, hoặc là các bạn sẽ gán một cái biến là ID, sẽ bằng, chúng ta sẽ bằng request. Và đây chúng ta sẽ đưa một cái key vào, ví dụ key ở đây là ID chẳng hạn như thế này, đúng không? Rồi ok, và ở đây các bạn sẽ echo, ở chỗ này chúng ta sẽ phải DD tại vì nó sẽ trả về chúng ta đó là mạng. Đó thì các bạn vẫn thấy nó trả về một mảng như này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái name, name như này đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta muốn lấy ra cái name như vậy thì ở đây các bạn sẽ làm như sau. Các bạn đưa một cái name như này. Rồi và chỗ này chúng ta sẽ để name. Rồi ok, bây giờ các bạn loát lại nhé. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ra Unicode đúng không? Thế bây giờ trong trường hợp là cái name này nó không tồn tại, đó thì các bạn sẽ thấy nó trả về null, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái giá trị mặc định, giả sử như là Unicode. Cái hàm số thứ hai của request này chính là giá trị mặc định nhé. Đó đây nó sẽ là Unicode đúng không? Rồi đến bây giờ mình giả sử thôi, mình sẽ đặt một cái name bằng một giá trị khác. Ví dụ như là training chẳng hạn. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ra training. Tức là cái default này, cái giá trị mặc định này nó chỉ không, tức là cái giá trị mặc định như này nhé, nó chỉ hiển thị ra khi mà nó không tìm thấy cái name. Đấy, bây giờ chúng ta sử dụng, chúng ta vẫn có name, như là gán nó bằng rỗng. Đó thì vẫn ra Unicode, được chưa? Đó, có nghĩa là cái mặc định này nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta không có dữ liệu, nhá. Không dữ liệu sẽ có hai trường hợp. Trường đầu tiên đó là chúng ta có cái tham số ở trên này, tuy nhiên chúng ta không có giá trị. Trường thứ hai đó là chúng ta không có tham số luôn, được chưa? Rồi, ok, thì đó là tổng quan liên quan đến phần request. Còn cụ thể hơn để các bạn có thể hiểu rõ hơn được đó, thì chúng ta sẽ thông qua một số những ví dụ. Thì những cái ví dụ này thì mình sẽ chuyển sang bài học tiếp theo. Bởi vì trong phần request này chúng ta sẽ còn rất là nhiều các cái kiến thức khác nữa. Cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đây, các bạn http://Laravel. Đó. Đây chúng ta sẽ chọn cái này. Đó thì ở trên này nó sẽ viết khá là đều. Ngoài ra chúng ta sẽ còn làm việc với app.lot file và các bạn cũng sẽ sử dụng request. Đó. Ở trên này chúng ta sẽ có rất là nhiều. Còn hiện tại ở trong cái bài học đầu tiên về request này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái hay dùng như vậy. Còn cụ thể hơn chúng ta sẽ chuyển sang bài học tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo.